đi ăn cưới trong đêm. Em Tuấn Anh, người đã làm việc ở quán Gonu từ những thời kỳ đầu 10 năm. Đang đùa. Em ấy đang dẫn xe trước đây. Từ nhà em ấy đi ra. Từ nhà Tuấn Anh đi ra. Chúc mừng hạnh phúc của Tuấn Anh và vợ ngày mai, hạnh phúc trọn đời. Chân dung của driver. Đang trong một cái đùa bắn nhìn này, đứng trước. Đứng trước đường mùa này, đường như F1. Khói bụi mù như là trên đùa trong rừng hoặc đùa đá cà. Ngày mai đón dâu thật là suôn sẻ và chị. Hạnh phúc trọn đời nha. Cảm ơn anh. Ngày mai giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp lại tại Hà Nội. Rồi, ok. Ok, bye em. Cảm ơn anh chị. Chào anh nha. Ui, được đua được đúng không? Quá hay, tao nháy mày đua mẹ sướng thật. Hẹn ngày gặp lại nha. Ok, ok. Ok, em chào anh chị. Về ngủ đi nha. Vâng, vâng, vâng. Bây giờ là 3 giờ sáng. Chúng tôi đang trở về Hà Nội từ Thái Nguyên. Ok, good luck, have fun. Đóng cửa lên, chúng tôi. Bye bye. Ngủ qua đi. Cửa lên kìa.